Nhân dịp năm học mới 2024-2025, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 100 cặp phao cứu sinh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 100 chiếc cặp phao cứu sinh được trao cho các em học sinh cấp tiểu học ở 4 xã Phong Hòa, Định Hòa, Tân Hòa và Tân Thành, huyện Lai Vung. Mỗi chiếc cặp trị giá 520.000 đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Sadec tài trợ. Chiếc cặp ngoài việc dùng để đựng sách vở, đồ dùng học tập, còn là chiếc phao nâng đỡ cơ thể các em, góp phần giúp cho các em thoát hiểm khi bị đuối nước, nhất là vào mùa mưa lũ. Năm học 2024-2025, BIDV chi nhánh Sadec sẽ trao tặng 500 chiếc cặp phao cứu sinh cho học sinh các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành và thành phố Sadec của tỉnh Đồng Tháp với tổng kinh phí 260 triệu đồng.